Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ hướng dẫn các bạn bài 9 của giáo trình Hán ngữ. Sau đây mời các bạn dở trang 64 để chúng ta sẽ bắt đầu đọc phần từ mới. Các bạn đọc cùng mình nhé. Mải bình của chén chín quậy tua xảo tua xảo khoai chảo máu phân lẻng trí trự khái pía tợ ý cung cẩy chảo sen treo phú thảo si qua lý tháo chảo mấy cung chim. Trên đây là phần từ mới của bài 9 Hán ngữ 1. Sau đó thì các bạn dở về trang 63, chúng ta sẽ đọc qua phần bài khóa. Về phần này thì sau khi các bạn đọc qua cùng tôi thì các bạn phải tự dịch sang tiếng Việt. Còn nếu không dịch được sang tiếng Việt thì các bạn mới lấy cái phần dịch của tôi để kiểm định. Ní mải sớm mợ Pính của y chín tua sỏ chén Sư khoai thai quay là San khoai ủ ba Ní ào chỉ chín Ủa mái ủ chín Khái eo bía tợ ma Chúy trự tua sỏ chén y chín Lẻng khoai ủ Yào lẻng chín Ý cung tua sỏ chén Ý cung ơ sứ ơ khoai ủ máu Ní cẩy ơ sứ ơ khoai ba Cấy nỉ chén Xịa xịa chưa sư ủ sứ Chảo nín ơ sứ ba khoai Câu thứ nhất Ní mải sớm mơ Bạn mua gì Pính của táo Y chín 1 cân Tua sỏ chén bao tiền Sư khoai 4 đồng Sư khoai 4 đồng á Thay quay lợn Đắt quá San khoai ủ ba đồng rưỡi nhé Ní eo chỉ chín Bạn muốn mấy cân Ua mái ủ chín Tôi mua 5 cân Khái eo pía tợ ma Còn muốn gì nữa không Chúy trự Quýt Tua sỏ chén Bao nhiêu tiền Y chín 1 cân tàu Lẻng khoai ủ 2 đồng rưỡi Eo lẻng chín Muốn 2 cân tàu Ý cung tua sỏ chén Tổng cộng bao nhiêu tiền Ý cung tổng cộng Ơ sứ ơ khoai ủ máu 22 đồng 5 hào Ní cẩy bạn đưa Ơ sứ ơ khoai ba 22 đồng thôi Cấy đỉ chén Gửi bạn tiền Chứ sư ủ sứ Đây là 50 Chảo nín trả lại bạn Ơ sứ ba khoai 28 đồng Sau đó thì chúng ta chuyển sang phần từ mới Ở phần từ mới thì Mải là mua Ní mải sớm bạn mua cái gì Pính của chúng ta sẽ đặt câu đúng không? Pính của tôi sỏ chén y chin Chin thì là cân tàu là 500g Thì chúng ta sẽ làm là Y chin tôi sỏ chén Quay có nghĩa là đắt Đắt quá Thay quay là tôi sỏ bao nhiêu Bao nhiêu tiền một cân Tôi sỏ chén y chin Tôi là nhiều Rất nhiều Khẩn tua Sỏ ít Rất ít Khấn sỏ Khoại là đồng Một đồng Ý khoại Mười đồng Sứ khoại Chẻo là hào nhưng dùng trong văn viết Đó có nghĩa là giác là tam giác San chẻo là tam giác Nhưng mà văn nói thì người ta thường dùng là máu Một hào y máu Chín hào chiều máu Chúy trự là quýt Tôi muốn mua quýt Ủa eo mải chúy trự Lẻng là hai Khi các bạn nói về khối lượng dưới 10 thì các bạn phải dùng là lẻng 2kg lẻng cung chin hai người lẻng cơ rần Phân thì có nghĩa là xu một xu y phân ba xu san phân 10 xu thì người ta tính là một hào y mạo Ý cung là tổng cộng bao nhiêu tiền Ý cung tua sỏ chén Cẩy là đưa Cấy nỉ chén gửi bạn tiền Chảo là trả lại Cháo nỉ trả lại cho bạn Ba sứ ba khoai 88 đồng Sen treo là chuối Tôi muốn mua chuối Ủa eo mải sen treo Phú thảo Tôi muốn mua nho Ủa eo mải phú thảo Một Cân dưa hấu bao nhiêu tiền Y chín si hoa tua sỏ chén Tôi muốn mua lê Ủa eo mải lý Y cung chín tháo tua sỏ chén 1kg đào bao nhiêu tiền Chảo mấy dâu tây Ủa bù chư chảo mấy Tôi không ăn dâu tây Trên đây là cái phần từ mới là các bạn phải tập đặt câu rất là nhiều Mỗi một từ đặt 10 câu Thì các bạn sẽ thạo cho cái phần việc nói chuyện và đặt câu
Và khi người ta hỏi đến thì mình cũng đã quen nói rồi, mình sẽ trả lời ra rất dễ thôi. Sau đây các bạn sang phần chú thích ở trang 65. Pa có nghĩa là nhé, ăn thịt chó nhé, chư cẩu râu pa. Tiếp theo, ní cẩy ơ sữa khoai pa, bạn đưa 22 đồng nhé. Bạn chuyển sang trang 66, đọc cùng với tôi nhé. Phần ngữ âm, phân biệt âm và thanh điệu, đọc cùng với tôi. Su bẩn chử pì tao, chá bay chua ỉ bao, hoa hoa chữ bao xin, xía hoa y mạo bẻo, tan xin, chứ tháng, sứ tháng, thấu tẩm, thấu thấm, tung xứ, thúng xứ, bảy chinh, mẩy thiên, hào chư, chảm chan, ỉ chén, ủy yén, khửa nấng, lủy xính, phú tảm, xí chảm, xúa ỉ, khấu ủy, trải sượng, hảo khăn, trần nhạc, ủ phan, mù chinh, xỉ khoan, chỉa chia, yển chinh, liếu xuế sâm, thú xúc quản, phây chi chảm, khổ chơ chạm, chu chu chưa, tạ sứ quản, ngoảng chiếu trạng, thai trí chuyến, uyên tung khuây, uyên tung nguyến, khoa trong phìn, xẻo chư tiền. Bài kế tiếp, bài 2, nhận biết ta đọc chữ Hán, các bạn phải đọc lên và dịch sang tiếng Việt. Còn không làm được thì sẽ mới theo cái hướng dẫn của tôi. Mải bính của, mô táo, mải mán thậu, mái chèo chữ, mái mỉ phan, mải bao chữ. Tô sảo chén, tô sảo chín, tô sảo rấn, tô sảo xế sâm, tô sảo lão sư, khái mải ma, khái yêu ma, khái truy ma, khái chư ma, khái khưa ma. Ủa mải bính của, ủa quân, bính của y chín tô sảo chén, tha xua, y chín ủ khoai, tha quân ủa mải chỉ chín, ủa xua mái lẻng chín, tha quân, đi khái mải bế tận ma, ủa xua khái mải ủ chín trí chữ, tha xua, trí chữ, y chín lẻng khoai ủ, ý cùng ơ sứ ơ khoai ủ, ní cảy ơ sứ ơ khoai ba. Bài hoàn thành hội thoại thì nó bắt điền ở phần B, là nó chưa điền thì mình phải lợi dụng vào phần A để mình tìm ra phần B để mà điền vào. Ní mải sấm ạ, ố mải phính của, ní mải tua sảo, ố mải lẻng chín, khái eo bế tậm ma, búi eo là ý cung tua sảo chén, ý cung chiều sứ chiều khoai, chiều máu chiều. Ní eo mải sấm ạ, ố eo mải trúy dự, y chín tua sảo chén, y chín lẻng khoai, ố mải ủ chín, ý cung tua sảo chén, ý cung sứ khoai. Nhi khái eo bế tập ma, búi eo, xìa xìa. Hội thoại giao tiếp, bài số 4. Nhi eo mải sấm mơ, búa mải tính của, y chín tua sảo chén, y chín san khoai ủ. Trên đây là tôi vừa hướng dẫn các bạn bài 9, giáo trình Hán ngữ 1. Các bạn về nhà thì cái bài tập phải tự làm trước khi mà xem cái phần hướng dẫn của tôi. Sau đó thì các bạn đối chiếu với phần hướng dẫn của tôi thì các bạn sẽ làm cái bài tương đối tốt. Còn phần viết thì tất nhiên là chúng ta sẽ viết một cái topic về mua bán hoa quả thì các bạn sẽ tốt hơn. Và cái hướng dẫn của bạn của tôi thì nó nằm ở trong cái mục chủ đề mua bán hoa quả. Trên đây tiếng Trung VN vừa hướng dẫn các bạn bài 9 giáo trình Hán ngữ 1. Chúc bạn học tiếng Trung thành công. Chết chẹt.